Những ngày gần đây thì cái như là xuất hiện một cái bà ni sư. Bà này là một cái ni sư gọi là ba chồng mà lấm bồ, đó là cái bà cái như là Diệu Hăng. Rồi xuất hiện cái như là cái cô Miễn. Rồi hết cô Miễn rồi cái một cái cô mà gọi là bán tạp hóa, mà cái lên là xúc phạm ông sư Minh Tuệ đó, rồi bị cái như là anh em tìm đến mời uống cà phê, bắt đầu là cũng bỏ trốn. Hiện bây giờ là chồng con cũng là vứt qua vứt vẻo ở nhà. Rồi tiếp theo là cái ông gọi là cái ông Quang Lùng, ông Quang Lùng cũng lên là xúc phạm ngài Minh Tuệ một cách rất thậm tệ. Và ngoài ra còn có những cái thành phần như là cái như là cái chỗ là Dũng Thập Thà hay là một số cái thành phần đó cũng lên với mục đích cuối cùng là gì quý vị? Lên xúc phạm ông Minh Tuệ để mà bảo vệ cho một ai đó. Thì thật sự ra đó, những người mà lên xúc phạm ông sư Minh Tuệ thì tôi thấy rằng là nó cực kỳ nó vô lý. Mình không có cái tư cách, không có cái quyền gì mà lên xúc phạm một ông sư, mà trong khi đó ông sư này ông chưa có lợi dụng, ông chưa có lừa gạt, ông chưa có lừa đảo bất kỳ một ai. Cái hạnh tu của ông đó thì tôi nghĩ rằng cũng giống như hạnh tu của những ông sư chính thống khác thôi. Với tôi thì tôi không có cái sự phân biệt mà ông sư này ông tu hơn ông sư kia và ông sư kia ông tu hơn ông sư nọ, đúng không? Đã là một vị sư đó thì người ta mục đích của họ là cũng là đi học Phật. Mục đích của họ cuối cùng là đi học Phật thôi, để họ tu, họ sửa bản thân và họ tiếp cận những cái giáo lý của nhà Phật để họ chia sẻ với là chúng Phật tử. Đây là một trong những cái mục đích cuối cùng của những ông sư, đúng không ạ? Nhưng trong cái câu chuyện của sư Minh Tuệ thì chúng ta đã thấy rằng ông không có lường gạt, ông không có lừa đảo, ông không có ma mị, ông không có gọi là cái như là đi cúng dâng để mà giải hạn, ông không có trị bệnh, ông không có quyên góp cúng dường. Thế thì lý do nào mà đi chữ ông sư Minh Tuệ? Thì cái gì quý vị, nó cũng có cái lý do hết trơn đó. Cho nên không có lý do thì người ta không có làm. Từ lúc ông sư Minh Tuệ bắt đầu xuất hiện là cái này tôi đã nhiều cái clip tôi đã chia sẻ rất rõ. Ông sư Minh Tuệ xuất hiện là giống như là một trong những cái gương chiếu yêu mà nó rọi ra là được là những sàm tanh, những ma tanh. Và trong suốt khoảng thời gian vừa qua chúng ta cũng đã thấy một số người mà ảnh hưởng rất lớn trong cái câu chuyện của ông sư Minh Tuệ, đó là một số vị sàm tanh, một số vị mượn đạo tạo đời. Còn ở đây xin thưa quý vị, tôi vẫn luôn là trân quý, vẫn luôn kính trọng những cái vị sư chân chính. Ai sai thì người đó phải chịu thôi, chứ mình không thể vơ đũa cả nắm. Người kể như là người học đạo sai, chứ còn cái đạo nó không có sai. Cho nên cái câu chuyện của ông sư Minh Tuệ chắc là quý vị cũng đã biết. Nhiều người mà vô mà chữ bới xúc phạm, lăng mạ đú tất cả kiểu, cũng vì vấn đề thật sự đó. Rồi từ trước giờ mình cũng có rúng ra rúng rính, rồi bây giờ đùng một cái bắt đầu là tự nhiên là tài chính nó eo hẹp lại, rồi bây giờ là cứ lên tiếng rồi chữ bới thôi, chữ đẫm thôi. Cái này giống như gọi là chó cắn vào cái như là hư không, đúng quý vị? Chứ thật sự những lời chửi của mấy vị này ông sư Minh Tuệ ông không có nghe. Ông sư Minh Tuệ chưa bao giờ ông nghe những lời chửi của mấy vị này. Cho nên mấy vị này đó mà có lên chửi ông sư Minh Tuệ hay là có xúc phạm ông sư Minh Tuệ như thế nào cũng là với một trong những cái gọi là như mà chó cắn vào hư không thôi. Chứ đâu có một giá trị. Ông sư Minh Tuệ đâu có nghe, mình chửi xong rồi mình nghe. Mà những cái lời chữ của mình đó là làm cho cộng đồng mạng người ta cảm thấy rằng cái là bức xúc. Vì những cái con người mà vô duyên vô cớ đi chữ một ông sư, mà trong cái đó ông sư ông chỉ ăn một ngày một bữa, ông không có lợi dụng, ông không có lường gạt bất kỳ một ai, thế mà lên cái chữ hoài chữ miết. Và cái vị đàn bà này, phải nói là một cái vị đàn bà 68 tuổi này đã lớn cỡ đây mà vẫn còn sân si một cách gọi là u mê đến mù quá. Lên có những cái mà chất vấn ở chỗ hoàng xấu đó, để có những cái mà chất vấn hoàng xấu. Thì cái vấn đề người ta tin thì việc của người ta, còn mình không tin thì việc của mình. Mình muốn bái ai làm sư phụ thì mình bái chánh mắt chi mà phải đi chất vấn hoàng xấu rồi đi chữ tay đôi, rồi lên là chà đạp ông sư Minh Tuệ. Quý vị nghe cái lời của bà này nè quý vị, rồi quý vị sẽ thấy được là cái sự mà cái như là nó gọi là nó hỗn xược của bà này như thế nào. Quý vị nghe nghe. Bạn tung hô như Phật sống vậy. Mấy câu hỏi dành cho bạn mà trả lời được thì tôi bỏ đạo, tôi theo Lê Anh Tú. Bạn có thể trả lời tôi không? Ok, chị hỏi đi. Cái điều thứ nhất
Bạn có cái clip quay Lê Anh Tú đi bộ từ Nam ra Bắc đi 4 lần và đi 6 năm không? À, đi một cái vừa video mà đi 4 lần đi 6 năm á hả? À. À, thì bây giờ làm sao mà có clip mà đi 4 lần đi 6 năm, làm sao mà có clip nào mà quay được đi 4 lần đi 6 năm? Vậy thì đừng có hô to là đi 4 lần, 6 lần để bắt cái này cứ nói đã. Không, cái này nè, cái này có vẻ bà này bà cũng dốt về công nghệ, bà cũng dốt về cái mảng mạng, cho nên là bà không có hiểu. Bây giờ có chứ không phải là không có. Quý vị xem cái kênh của là Nhân Gà Vlog á. Đó. Cái kênh của Nhân Gà Vlog mà quay thức phim đầu tiên của ông Sư Minh Tuệ tại núi Sạn là cách nay là thật sự nó đã là gần 7 năm. Còn 1-2 tháng nữa là tròn 7 năm. Đó. Đó là những cái bằng chứng hùng hồn. Đúng không vậy? Đó là một trong những cái bằng chứng hùng hồn. Và có những cái clip phim là người ta quay từ năm 2019 là lúc gặp ông Sư Minh Tuệ tại Quảng Trị. À, là lúc đó ông cũng đi khất thực, ông cũng đi bộ hành. Người ta có mời ông lên xe thì ông cũng không đi. À, có rất nhiều cái clip để chứng minh cái điều đó. Và cái những cái clip này xin thưa quý vị là người ta đăng trên cái nền tảng Facebook. Và nó cũng đã hiện cái ngày tháng năm, cái ngày tháng năm đăng luôn. Đó là những cái bằng chứng. Đó. Mà tôi nói thật sự bây giờ đó, mà giả dụ như không có cái bằng chứng nào chăng nữa thì mình cũng không có tư cách mà đi chất vấn người ta. Mình lấy tư cách gì đi chất vấn ông Sư Minh Tuệ là cái như là 6 năm đi 4 lần. Ông 6 năm ông đi 4 lần, 6 năm ông đi 1 lần hay ông không đi lần nào. Nhưng mà nó thật sự người ta trọng ở đây đó là trọng cái hạnh tu của ông, chứ không phải người ta trọng ông là ông đi nhiều. Hiểu không? Người ta trọng hạnh của một nhà sư. Mà thật sự quý vị đủ duyên đủ phước lắm là mới là nhận được cái sự kính trọng của người đời. Chứ tại sao bao nhiêu ông mà thật sự ông cũng đi vô và ông tu, bây giờ là người đời gọi là môi đầu ra để người ta nói. Tôi nói thật sự bây giờ đó, chỉ mỗi việc là cái như là được Phật tử người ta tới tận nơi người ta dâng cúng cho rồi đó, mà không lo tu tập. Có cái gọi là nó thật sự là ăn uống là không lo, có Phật tử lo. Chỗ ở cũng không lo vì có Phật tử cũng là xây chùa xây đồ cho rồi. Nhưng có một số vị là không tu tập được. Vì sao? Đó. Người ta dâng tất cả tận miễn rồi mà mình không tu tập được. Còn đằng này cái chỗ ông Sư Minh Tuệ đó là ông tự ông đi khắc thực, ông tự cả như là ông mưu sinh, bắt đầu là ông tu tập. Mà một ngày ông ăn có một bữa. Vậy mà lên sân si đó hỏi làm gì? Hỏi chi mà ba dơ vậy? Tôi nói cái bệnh này nó thật sự quý vị nó cũng nặng lắm đâu. Đó, cho nên là ai là thật sự là gia đình thân nhân của cô này đó, cũng nên mà đưa về ở đó đi khám. Bà này tôi đã từng gặp mấy lần thông qua cái việc của bé Tường Lam. Trong câu chuyện của bé Tường Lam, bà này cũng điện qua cho tôi để mà lèo lái cho tôi đó là phải bảo vệ bé Tường Lam. À, nhưng mà tôi đã nhiều lần tôi đã gọi là cái nhân lọc cũng tác thánh vô mặt bà này rồi. Chứ không phải là cái lần đầu tiên bà này xuất hiện đâu quý vị. Bà này là chuyên gia đó, là những cái nào mà ma mị mà có tiền là bà này bà đu theo. Còn những người như ông Sư Minh Tuệ là vì sao? Theo ông Sư Minh Tuệ là không được đồng xu các bạc nào hết trơn đó. Là bà cảm thấy là bà chướng. Bà này là một trong những người mà cũng tự lên là xưng thầy xưng bà, cũng tự lên là thể hiện mình trong câu chuyện của là bé Tường Lam rồi. Và bà con nào theo dõi cái kênh của tôi chắc là bà con cũng là nghe cái giọng nói của bà này. Đó. Ngày xưa cái vụ bé Tường Lam là quý vị thấy không? Nhiều người cũng tung hô cô lên tôi lật mặt. Đây là một trong những cái chiêu trò mà lừa đảo. Đó. Chứ không có cái gọi Phật tái sinh tái đồ hết trơn. Bắt đầu là nhiều người bắt đầu là cái như là điện qua tôi cũng là phân tích phân đồ cũng hướng cho tôi đi theo một cái con đường là bảo vệ bé Tường Lam, trong đó có bà này. Đó. Tôi nghe cái giọng bà này là nó quen mà bắt đầu là tôi tra lại cái khuôn mặt. Tôi nói y xì luôn, một khuôn đúc luôn. Y xì luôn quý vị. À, cho nên những cái loại này đó là nó đang bảo vệ cho những cái mà cá nhân là mượn cái đạo mà để có cơm ăn là nó theo đó bảo vệ. Chứ còn những cái vấn đề mà người ta tu mà tu thánh thiện, tu chân chính đó là nó không bảo vệ đâu. Trong cái sự việc bé Tường Lam cũng vậy. Cũng là để mà lên cũng là xưng thần xưng thánh. À, cũng là lon đỡ đủ tất cả kiểu, cũng để mà ma mị người đời, cũng để mong rằng có một cái gọi là nó thay đổi cuộc sống tốt hơn thôi. Và quý vị cũng đã thấy rằng trong câu chuyện bé Tường Lam, ba mẹ bé Tường Lam đã thay đổi.
từ một người lao động chính trong gia đình, nuôi một vợ hai con, à, bây giờ người ta gọi là bỏ việc đó đi làm thiện nguyện luôn rồi. Người ta gọi là thay đổi một cái nghề, gọi là nó gọi là nhanh gọn lẹ. Cái nghề đó là cái nghề thiện nguyện, mà từ đâu người ta có cái nghề đó? Từ bế tường la, đúng không? Đó, đó là cái bản chất thật. Đó là một trong những câu chuyện đã quá rõ trên không gian mạng suốt một khoảng thời gian dài. Cho nên khi mà ông Sư Minh Tuệ bắt đầu ông xuất hiện đó quý vị, là một trong những cách mà thật sự là những chén cơm của những con người mà mượn đạo tạo đời, gọi là nó không còn một cái gì để mà cái như là gỡ gạt được hết, không thể gỡ gạt được. Đó, cho nên người ta cay lắm quý vị, người ta cay, người ta bức xúc, người ta tức. Ở rồi người ta lên cũng kính đầu này, người ta xé đầu kia, mà cứ đi chữ ông Sư Minh Tuệ. Mà tôi nói rằng đó, có chữ mà rống bản họng mà lên cho to chữ thì ông Sư Minh Tuệ cũng không nghe, mà người nghe chính là bản thân mình, đúng không? Ông Sư Minh Tuệ có bao giờ ông sử dụng điện thoại đó mà ông nghe mấy cái lời này đó? Mình thì nó thật sự u mê thì một mình u mê đủ rồi, lên cộng đồng mạng la làng cho to đó. Cái thời xưa là cái vụ bé Tường Lam đó, là xin thưa quý vị, cũng nhiều thành phần cũng nhảy vô cũng để bảo vệ quá trời rồi. Bây giờ sao rồi? À, bây giờ đó, cả thế giới bây giờ đó, à, bây giờ như là Myanmar, là Mexico, tất cả những hình ảnh quý vị vào xem là toàn là những hình ảnh kinh dị. Thì bảo bé Tường Lam qua đấy nó phổ độ, bảo bé Tường Lam qua đó mà nó phổ độ cho người ta, để cho người ta chỉ cần, không cần nhiều, chỉ cần cho người ta có một cái gọi là cái tâm thiện thôi, để người ta không có những cái mà thật sự là tàn sát đồng bào của họ thôi, là tôi nói là ok lắm rồi, đúng không? Ủa tại sao mà bây giờ nó thật sự là cái bao nhiêu cái vấn đề như vậy nó đã quá rõ ràng, à, mà đến bây giờ cái hạnh của ông Sư Minh Tuệ thì ông đang đi học Phật, chứ ông đâu phải là một trong những người mà ông bảo rằng ông tu đắc quả đâu. Đó, rồi mình nghe ở đâu sớm sát rồi lên mà chữ từ lưa hạt mê như vậy. Đó. Vậy thì để câu hỏi xong đã. Rồi thì em trả lời đi, em phải hỏi. Rồi, phải nói rồi. Thì bây giờ nếu như mà chị là cái người mà tìm hiểu về Thích Minh Tuệ, thầy Minh Tuệ, thì chị cũng còn đã biết những cái clip mà trước đây đã từng đăng cách đây tập 3-4 năm trời. Từ những cái lúc mà đi từ Hà Giang này, lên đèo Hải Vân này, hay là vô Sài Gòn này. Chị có xem những video đó không? Tôi có xem nhưng nó không đi liên tục, mà chỉ đi là khi nào thích, họ thích quay thì họ đưa cho tôi biết, chứ không thiếu là nghe nè. Nhưng mà tôi chẳng biết cả YouTube đâu, lúc đấy đã có YouTube. Thì bạn tung hô như Phật sống vậy, mấy câu hỏi dành cho bạn mà trả lời được thì tôi bỏ đạo, tôi theo Lê Anh Tú. Cảm ơn bạn trả lời tôi không? Ok, chị hỏi đi. À, cái điều thứ nhất, bạn có cái clip quay Lê Anh Tú đi bộ từ Nam ra Bắc đi 4 lần và đi 6 năm không? À, đi một cái vừa mà đi 4 lần đi 6 năm á hả? À. À thì bây giờ làm sao mà có clip mà đi 4 lần đi 6 năm, làm sao mà có clip nào mà quay được đi 4 lần đi 6 năm? Vậy thì đừng có hô to là đi 4 lần mà 6 lần để bắt lại tôi nói đã. Để tôi hỏi xong đã. Rồi thôi thì em trả lời đi, em phải hỏi. Rồi. Thì bây giờ nếu như mà chị là cái người mà tìm hiểu về Thích Minh Tuệ, thầy Minh Tuệ, thì chị cũng còn đã biết những cái clip mà trước đây đã từng đăng cách đây tập 3-4 năm trời. Từ những cái lúc mà đi từ Hà Giang này, lên đèo Hải Vân này, hay là vô Sài Gòn này, chị có xem những video đó không? Tôi có xem nhưng nó không đi liên tục, mà chỉ đi là khi nào thích quay thì họ đưa cho. Tôi biết chứ không thiếu là nhưng nghe mà, nè. Nhưng mà lúc đấy đã có YouTube đâu, lúc đấy đã có YouTube mà để quay liên tục. Có YouTube, có YouTube cách đây là 10 năm rồi. Đừng có nói như vậy. Cái bà đây bà không hiểu, thì có nghĩa là YouTube mà nó đi thường xuyên, đi theo ông Sư Minh Tuệ là thời điểm đó không có. Mà có một số kênh như Nhân Gà hoặc là Tuấn Container đó, đó là người ta gọi là quay trong tình cờ, người ta gặp là người ta quay đó. Và cái điều này xin thưa quý vị là những cái clip mà nó xuất hiện nay cũng đã gần 6-7 năm rồi, đúng không? Và những cái vấn đề này cái như là đài báo người ta cũng đã lên rồi, chứ đâu phải là người ta không lên. Nói chung là bà, cái bà này xin thưa quý vị là tóm lại là bà đang dốt về cái vấn đề là truyền thông, mà bà lên bà muốn làm thầy thiên hạ. À, từ lúc ông Sư Minh Tuệ bắt đầu là xuất hiện đó, mà được cộng đồng quan tâm đó, bắt đầu là cái gương chiếu yêu của ông Sư Minh Tuệ bắt đầu là nó rọi ra là ma tanh có nè, rồi mới sàm tanh có nè, rồi tự nhiên là nó làm đánh đổ chén cơm của một số người, một số người mà gọi là đang đu theo để mà bỡ đỡ mấy ma tanh đó, đu theo đó cũng kiếm chút lập. Rồi xin thưa quý vị là bây giờ là ma tanh còn không có thì làm gì có câu chuyện mà rớt lập xuống cho người khác. Cay lắm quý vị, cay lắm. Có một cái ông lên, ông cũng bảo rằng ông là đệ tử của một ông thầy là 20 năm đó,
mà cái gọi là cái u mê là không bao giờ mà chữa khỏi. Đây là để bạn, để tôi nói cho bạn nghe nha. Bạn để nếu bạn thần tượng một ai đó thì vậy bạn bạn phải biết cái lý lịch của người ta, cái hành trình, cái kỳ tích của người ta nha. Tôi không chơi cắt ghép và tôi không chơi là ô nên thấy thầy một tháng này trong này một năm cho ô thấy thầy chắc nhận là sai, đó là giảm dịch. Rồi, để tôi nói cái giàn dựng cho bạn nghe. Cái đôi chân của Lê Anh Tú Đen Sì được sư bá diễn tả là 10 cái món chân đấy là toàn là hình hài không. Thì sao bây giờ nó trắng vậy? Cái đấy là cái chuyện mà người ta nói, em ấy không biết cái điều đấy, cái chuyện mà để diễn tả đấy. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, chị bảo đây là diễn, thì em hỏi chị là bây giờ chị bảo là cách đây là 4 năm trước là diễn. Bởi vì là cái thức á, lúc đó là thầy Minh Tuệ là giống như các sư khác đi khắp thực bình thường, chứ không phải là để mà YouTube quay bùng nổ là những cái lần sau cùng nhất này thì lúc đấy mới bùng nổ. Chứ còn làm gì có chuyện mà trước đây là nếu mà chị bỏ dàn dựng thì cách đây bao nhiêu năm trời những cái video mà cách đây 4-5 năm vẫn vậy có. Thì không có những cái chi tiết mà rồng rã 4 năm thì đừng có tiên bố là đi từ Nam ra Bắc 4 năm. Ủa chứ vấn đề tôi hỏi rằng bây giờ cái chỗ mà Tuấn Container với là cái nhà nhân gà mà lóc nó quay nay là cái như là đã gần 7 năm trời rồi, bà có cái như có dướng con mắt lên bà nghe hay không? Bà có xem hay không? Đó không? Cái này là có những cái bằng chứng quá rõ ràng. À, nhưng mà thật sự ra người ta nói thật sự, người ta tôn trọng ở đây không phải là tôn trọng ông Sư Minh Tuệ ông đi nhiều, mà người ta tôn trọng cái hạnh tu của ông, nên nhớ cái điều này. Đó. Chứ còn đi nhiều thì xin thưa quý vị cũng nhiều người đi lắm, chứ không phải riêng gì mỗi mình cái ông Sư Minh Tuệ. Nhưng mà thật sự những người đó, đó mà người ta tôn trọng là tôn trọng ông Sư Minh Tuệ. Vì sao? Vì ông có những cái hạnh tu mà nó thật sự nó cũng đúng nghĩa, đúng không? Ngày xưa quý vị cũng đã thấy rằng cũng có một số vị sư cũng là cái như là tam bộ nhất bái đó, đi ba bước lạy một lạy mà từ Sài Gòn ra tới ngoài cái như là Hà Nội đó quý vị. Người ta đi rầm trong vòng 4 năm trời, đúng không? Đó. Nhưng mà tại sao những vị sư này đó lại là không cả như là được cộng đồng mạng tung hô, lại không được bà con gọi là quan tâm tới? Vì xin thưa quý vị, mỗi người có một cái duyên riêng đó, mỗi người có một cái hạnh tu riêng, và mỗi người có một cái gọi là cái duyên cái nghiệp của họ. Chứ bây giờ đâu phải ai cũng như ai đâu. Rồi ông Sư Minh Tuệ là ông đi trong vòng này là 6-7 năm ròng rã như vậy, có nghĩa là một năm ông đi 1-2 lần gì đó, một năm cũng đi có thể đi một lần. Nhưng mà lần này đó quý vị, cái lần này là chung là ổng là một trong những người nổi tiếng bất đắc dĩ là do cộng đồng mạng đưa lên, chứ ổng đâu có muốn nổi tiếng. Bây giờ ổng lo ổng trốn mà thật sự ổng trốn để ông cầu cái sự bình an để ổng tu tập, chứ ổng đâu có muốn nổi tiếng đâu. Cái nổi tiếng nó là một cái sự nó bất đắc dĩ. Cái này cũng giống như là trong một cái quá trình 6-7 năm trước đó, là ông Minh Tuệ ổng trồng cái cây. Ông trồng cái cây thì bây giờ ông hưởng quả thôi. Ông trồng cái cây ngọt thì bây giờ ông hưởng trái ngọt thôi. Thì bây giờ cũng được người ta gọi là cái như là ca tụng tung hô, người ta kính trọng. Vì sao? Trong vòng một khoảng thời gian khá dài, ông tu tập, ông giữ được cái hạnh tu qua. Không có một lúc nào mà quý vị cứ nhìn đợi đi, thậm chí rằng ông dùng cái nồi cơm điện mà ông cái như ăn uống tất cả mọi cái là trong cái nồi cơm điện. Ông không bao giờ mà có động thái mà cầm cái chai nước mà tru lên, đúng không? Ăn có nơi, uống có chỗ, và ăn uống như thế nào, ông đã có những cái gọi là cái như là nó đã nghiêm khắc với bản thân rồi. Đó là cái hạnh tu của người ta đang giữ giới. Và cũng chính từ cái vấn đề như vậy mà ông Sư Minh Tuệ được người đời kính trọng. Và cái vấn đề ở đây chúng ta nên nhớ một cái điều, nếu như mà cái trong quá trình mà đi theo ông Sư Minh Tuệ đó, hàng trăm kênh YouTube đi theo, những cái điều mà ông Sư Minh Tuệ chỉ cần mà sai sót một chút thôi thì bây giờ YouTube nó lên nó bóc phốt hết rồi, đúng không? Nhưng đến thời điểm bây giờ, quý vị có thấy là cái kênh YouTube nào mà nó đăng tải những hình ảnh để bóc phốt ông Sư Minh Tuệ lên hay không? Mặc dù nó quay lên tất cả các hình thức, nó quay 24/24 luôn, trừ lúc mà ông Sư Minh Tuệ ông đau bụng đó, rồi ông đi toilet là nó không quay được thôi. Chứ còn quý vị thấy là nó quay 24/24, có cho ông Sư Minh Tuệ nghỉ ngơi không? Thế tại sao những cái hạnh tu mà ông Sư Minh Tuệ sai đó, tại sao đến thời điểm bây giờ không có kênh nào dám đăng tải lên? Vì có đâu mà đăng tải. Một con người mà họ luôn luôn giữ hạnh tu như vậy,
Thì nói thật sự quý vị tìm một cái điểm hở, tìm một cái vấn đề mà thật sự quý vị mà cái sai của ông thì tìm không ra. Đó. Mà chỉ có những con người bắt đầu là lon, bắt đầu là đối trắng thành đen, đổi đen thành trắng đó. Rồi coi như là tự mình dựng lên một cái vở kịch, tự mình coi như là gắn ghép cho ông Sư Minh Tuệ là cái vai này, cái vai nọ, cái vai kia. Để chi quý vị? Để công kích, để phá cái hạnh của ông Sư Minh Tuệ. Và để làm cho ông Sư Minh Tuệ giảm cái uy tín. Đó. Mục đích của họ là như vậy. Tôi cũng đã từng lên chia sẻ về cái sự việc của Sư Minh Tuệ và tôi cũng có những cái nhận định. Tôi nói bây giờ đó, cái chuyện ông Sư Minh Tuệ là ông tu như thế nào là việc của ông. Mình nếu như là mình làm không được thì mình cũng đừng nên mà gọi là chỉ trích. Thậm chí rằng những cái vị gọi là ma tăng luôn, làm không được mà cứ lên chỉ trích người ta. Bản thân mình hỏi bây giờ mình có làm được không? Tôi nói bây giờ đó, thật sự mình đã tu mà mình giữ giới cho riêng vấn đề mà anh tu mà anh đi chỉ trích người nọ người kia là anh lỡ gọi là anh phá giới rồi. Đúng không? Anh lên mà anh đi chửi người nào, anh chửi người kia là anh là một trong những người chung là anh cũng chưa có tròn cái giới trong hành tu. Mà anh lên gọi là như đúng rồi vậy. Đó, rồi bây giờ cái vị này cũng vậy. Tôi chẳng biết cái bà này là cái đạo gì. Do ngay từ đầu tiên đó là bà vô trong cái vụ Tường Lam đó là bà cũng là suối tôi đi gọi là đi bảo vệ Tường Lam. Mà tôi là quý vị nào theo dõi kênh tôi chắc cũng đã hiểu. Những cái gì mà tôi phát ngôn tôi phải có cái kiên định, phải có lập trường của tôi. Chứ không phải bây giờ vô mà suối là được. Đúng không? Mình làm cái gì cũng phải có gọi là cái chánh kiến của mình chứ. À, mình thấy cái chuyện của mấy Tường Lam là lường gạt rõ ràng ràng luôn, ma mị rõ ràng ràng luôn. À, rồi mình lên mình phân tích, mình phản biện để cho một số bà con họ nhìn đâu là thật, đâu là giả. Bắt đầu là bà này, bắt đầu là bà lên, bắt đầu là bà nói một câu rằng có như là trời ư, Tường Lam nó là Phật sống, Tường Lam nó là Bồ Tát hiện hình, hiện thân. Rồi đến bây giờ đó, nói Tường Lam qua chỗ là cái như là Myanmar, qua chỗ Mexico, đó, qua Ukraine đấy. Đó, để cảm hóa cho người ta gọi là có một cái tính gọi là cái như là hiền lương lại. Đó không? Cảm hóa được không? Rồi còn trong câu chuyện của ông Sư Minh Tuệ tôi nói rồi. Ông Sư Minh Tuệ là một trong những cái gương chiếu mà phản chiếu toàn bộ những cái gọi là cái sàm tăng. À, một số sàm tăng mà gọi là cái cúng dường đó. Bắt đầu là người ta cảm thấy là thất thu quý vị, là cây cứu thấu. Đó không? Thêm hỏi. Có cái video ngồi 3 năm không? Có cái video nào ngủ ngồi 3 năm không? Nhưng mà em hỏi chị này, vậy thì chị có thấy một cái video nào thầy Minh Tuệ ngủ nằm không? Có không? À, tôi không thấy nên tôi không ca ngợi đi anh Tú. Có mấy người ca ngợi. Em không ca ngợi, đấy là liên em mấy người ca ngợi. Thì tôi quay clip của chú hết rồi. Chú ca ngợi lên Tú như một vị cuộc sống. Ta lại ca ngợi. Em cũng không ca ngợi. Đấy là người ta. Tôi nói cho thằng cháu thì đi nghe đã nè. Rồi. Mình không. Cái câu chuyện người ta ca ngợi là việc của người ta. Sao mình không đặt một dấu hỏi? Ủa tại sao bao nhiêu người tu đâu phải là một mình ông Sư Minh Tuệ? Ở mà tại sao người ta ca tụng ông Sư Minh Tuệ mà không ca tụng người khác? Ở mình có đặt cái dấu hỏi hay không? Bao nhiêu người người ta cũng tu tập mà lại không ca tụng, mà lại ông Sư Minh Tuệ lại là ngẫu nhiên được người ta ca tụng, là nó phải có vấn đề chứ. Đúng không? Nếu như mà thật sự quý vị đó, bao nhiêu người mà chữ ông Sư Minh Tuệ chỉ có một người ca tụng là mình lên mình nói, ủa tại sao lý do nào anh cho tôi một cái vấn đề là cái như là anh ca tụng mà bao nhiêu người người ta gọi là chỉ trích ông Sư Minh Tuệ. Ở đằng này nói thật sự bao nhiêu người ca tụng ông Sư Minh Tuệ mà người ta ca tụng cái vấn đề có lý hết quý vị. Người ta ca tụng cái gì cũng có lý hết, cái gì nó cũng có cái nguyên nhân của nó, chứ không phải là bây giờ đó rồi bao nhiêu con người kia không được ca tụng, chỉ có một mình ông Sư Minh Tuệ được ca tụng rồi mình lên mình chắc vấn, lên mình chỉ trích. Mấy chứng cứ đặt kiểm chứng được thì mình đừng có nói là thầy tu hạnh đầu đà đi bộ suốt 6 năm hành trình suốt 6 năm của người lại không thấy ngủ ngồi 3 năm. Nhưng mà không thấy. Chị biết là em đã đi cái hành trình đi bao nhiêu tháng ngày không? Mà chị đã tiếp cận thầy Minh Tuệ chưa? 6 năm chưa? Nhưng mà chị đã nhìn đâu có người đấy. Nhưng mà em hỏi chị này. 6 năm chưa? Nhưng mà em hỏi chị là chị đã lần nào gặp thầy Minh Tuệ chưa? Tôi không xem nữa. Ủa thế chị nó không thèm gặp, chị đã gặp chưa? Tôi phải gặp Minh Tuệ thì tôi mới tin là Minh Tuệ đi 6 năm. Tôi phải cần là những người nào tu hộ Minh Tuệ đưa video clip lên đủ 6 năm. Rồi, ok rồi. Bây giờ chị em hỏi chị bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 68 tuổi rồi. Vậy thì em bảo là chị bây giờ có 10 tuổi thôi. Chị có video nào quay 68 năm về trước không? Ủa?
Ủa thế đấy, thế rồi 4.0 xây bao nhiêu năm rồi? Bây giờ có YouTube xây bao nhiêu năm rồi? Đấy mà em hỏi chị là bây giờ tại sao mà 68 tuổi có video nào 68 năm không? Lấy ngang! Lấy ngang! Mà nó ngu đó! Chị em biết là chị hả? Lúc này bà quýu rồi quá vậy? Chung là hồi xấu, hỏi một câu là chung là bà này bà giận nụ luôn. Do bà này bà cũng ngu nè. Cho nếu như tôi trả lời hồi xấu là tao có cái giấy khai sanh. Đấy không? Do bà này bà cũng ngu quá. Hoặc là tao có giấy căn cước công dân, bây giờ tao chứng minh tao bao nhiêu tuổi. Nhưng mà cái loại đây có u mê quá. Hồi xấu hỏi một câu như vậy mà không biết đường trả lời. Đó mà đi chất vấn ngược người ta. Đấy không? À, nếu mà bà này bà trả lời câu đó là mình nghĩ bà này bình thường nha. Nhưng bà này bà không trả lời được là bà chứng minh rằng bây giờ bà 68 tuổi. À, nhưng mà bà không trả lời được chứng tỏ bà này quá u mê. Bà chứng minh đơn giản chay quá vậy, bây giờ cái căn cứ công dân của bà hay là cái giấy khai sinh. Đó. Thì đây tao có cái chứng minh nè. Nhưng mà nó thật sự một cái câu hỏi đơn thuần như vậy mà không trả lời được. Mà đòi bày đặt lên không gian mạng để chất vấn người ta. Đúng không? U mê thì u mê cũng có mức độ thôi. Người ta hỏi về cái gọi là cái năm sinh của mình trả lời được mà chứng minh rằng mình năm sinh đó mà không chứng minh được thì nó thật sự đây là một trong những cái u mê đó. Đó không? Đó. Mà đi chất vấn người ta. Bà lấy tư cách thì bà chất vấn người ta, bà nói tôi nghe coi. Cái năm sinh của bà không chứng minh được cho người ta mà bà đi chất vấn người ta, đi chất vấn về cái câu chuyện của ông sư Minh Tuệ. Nhiều cái quý vị thấy không? Nhiều cái con người tôi nói quý vị nó kỳ cục kẹo đó à, cứ hay thích lên mà chất vấn người này, chất vấn người kia. Nhưng cuối cùng tới mình đó, người ta hỏi nhẹ một câu thôi là liếu lưỡi liền à, hỏi nhẹ một câu là xem như là cái lưỡi đơn ngắt liền. Ôi, tôi thấy thú mở là Lê Thị Miễn là nếu mà như cô thì thầy mới kể, những khi nào tôi cũng chửi thằng Lê Anh Tú hết. Ôi, em nói cái gì nè, chị là lớn tuổi nhưng mà cái hiểu biết của chị rất là kém. Nào mà mấy chúng mày đưa cái clip của Lê Anh Tú đi bộ đúng 6 lần. À, nhưng mà bây giờ em hỏi chị nè, bây giờ chị 68 tuổi thì chị có cái video nào quay 68 năm về trước để chứng minh chị 68 tuổi? Mày ngu vậy, không biết nào 68 năm về trước. Ủa? Nghe nó như thế nào? Thế chứ bây giờ em hỏi chị, bây giờ chị mà chị 68 tuổi thì bây giờ em hỏi chị có video chứng minh. Thằng Tú đó, thằng Tú đi cách mày có mấy năm à? Thứ nhất là chị nghe em nói này. Bây giờ chị nghe em nói này. Em hỏi chị là bây giờ chị chưa gặp ông thầy Minh Tuệ bao giờ. Chị có thể như tôi cũng tức hoàng xấu quá vậy. Thật sự mà mình cũng tức hoàng xấu dễ sợ luôn. Gặp cái miệng hoàng xấu nó hiền đó. Chứ gặp cái miệng của tôi là bà này nó thật sự lo bả là gọi là cái như là bả nố màng nhĩ rồi. Trời đất thánh thần thiên địa đi chất vấn người ta mà người ta hỏi ngược lại mình một cái mà không biết đường trả lời. Mà tôi nói quý vị bây giờ mà chứng minh cái năm sinh thì nó đơn giản chay. Mà không trả lời được à, gọi là liếu lưỡi luôn. Mà bây giờ đi lên chất vấn người ta chất vấn cái gì à, tư cách bà ở đâu bà đòi đi chất vấn người ta. Bà không có một cái tư cách nào hết trơn rồi. Mà bà đòi bày đặt đi chất vấn người này chất vấn người kia à, hỏi rằng hạnh tu người này hạnh tu nọ. Ủa chi vậy? Hỏi chi vậy? Đói lắm đúng không? Đúng không? Từ lúc ông sư Minh Tuệ xuất hiện là bây giờ là đói meo đâu đúng không? Cái mỏ bây giờ mất rồi đúng không? Đó, tôi chẳng biết bà là cái đạo nào. Tôi nghe bà nói một câu đó là nếu như chứng minh được ông sư Minh Tuệ ông đi bộ hành 6 năm thì tôi gì là tôi bó đạo tôi theo ông sư Minh Tuệ. Bà là đạo nào? Đó. Đạo bà đạo nào? Chứ tôi chứng minh đó. Đó bà xem lại cái clip của Nhân Gà, xem lại cái clip của Lập Túng Container đó. Đó là tất cả người ta đã quay thước phim này là cái là 6-7 năm trời. Xem đi, xem đó rồi thật sự chứng minh rồi về bỏ đạo nha. Đó, bỏ đạo nhưng mà bà không có đủ cái tư cách nữa bà theo ông sư Minh Tuệ thôi. Bà lo bà học lại cái hạnh tu của bà là tôi nghĩ nó ok hơn đó. Chờ người ta mà hỏi một câu bây giờ bà chứng minh bà là nay mà 68 tuổi là liếu lưỡi luôn quá vậy. Cái đà mà tôi nói quý vị mà cái như là như con gà đá đó, song song vô người ta mà thật sự người ta tháo cửa lòng ra là cái nấp im trong đó hả? Giữ cho cố. Cái nào? Mà em nghe chị nói á, mà chị chỉ là cái người chửi. Tôi không muốn. Rồi. Nghe chị nói là tôi không muốn gặp Lê Anh Tú. Lê Anh Tú tầm thường tất cả tôi là tôi chỉ muốn những người cung thôi Lê Anh Tú. Phải có kiểm chứng đàng hoàng, phải có video đàng hoàng. Rồi, thế bây giờ em hỏi chị này. Bây giờ chị bảo là ông ấy là gian dựng ở chỗ nào? Gian dựng? Nhưng chẳng có ai
đây mà cứ đi ngược lên anh Tú đi từ Nam đến Bắc liền liền như vậy. Ủa thế có nhà thôi, bây giờ đặc biệt bây giờ chị cứ nghĩ nhà thôi. Bây giờ nói gì nè? Có cái nhà đấy đúng 6 năm 6 là như vậy, một nhà không có luôn. Đấy nói gì này? Đấy là chị đang suy nghĩ giữa cái gọi là cái suy nghĩ của chị. Chị áp đặt vô người khác. Người không đưa bằng chứng ra mà chị suy nghĩ của chị này. Người đó không chứng đâu. Mình là ách của đấy giếng ấy. Chị đó không chứng đâu. Thế là mình là cái mình đúng là một tên phản đâu. Một tên khác cơ. À. Em nói chị nghe này, chị ngồi đấy dưới ấy, chị chỉ lấy cái suy nghĩ của nhỏ mọn của bản thân mình đi đo lường người khác. Một cái lừa đảo phát tử, mày là mối chúng mày là mối nhiệt tình. Bà nói cơ sở nào mà ông Sư Minh Tuệ đi lừa đảo Phật tử? Lừa đảo ông phải có cái lừa đảo chứ quý vị. Đúng không? Rồi mình chứng minh ông Sư Minh Tuệ là thành phần của Việt Tân thì mình cũng phải chứng minh chứ. Ủa bây giờ là mình lên đó rồi mình thích mình nói cho đã cái mỏ của mình à, rồi hỏi bây giờ chứng minh đâu là không chứng minh được. Tôi nói thật sự cái gia đình ông Sư Minh Tuệ quá hiền đó. Chứ còn nếu như mà gặp cái gia đình khác là bà này nói thật sự chắc cũng phải truy tìm tới tận nơi đó. Để bà lấy cơ sở từ đâu mà bà cho rằng ổng là thành phần của Việt Tân. Đúng không? Phải có cơ sở, mình phải chứng minh đó. Rồi có một số thành phần lên để mà chỉ trích rồi nhục mạ bảo rằng là ông Sư Minh Tuệ thế này thế nọ thì cũng phải có chứng minh. Chứ còn không có chứng minh mà lên không gian mạng nói đúng rồi đó. Em hỏi chị là bây giờ thầy Minh Tuệ lừa đảo, Phật tử lừa đảo được cái gì? Em hỏi chị thế? Cái nào qua thì chứng sao đó? Cái cũng phải 1 tỷ đó. Cái gì? Cái nôn của giặc đó. Để các bọn Việt Tân chửi về Việt Nam đó. Ôi rồi em nói cái gì nè? Chị là... em hỏi chị là... Khi mà chị... Cái nhà thư, ai chắc chị bảo. Rồi bây giờ em hỏi chị này. Là một thằng công an tồi, thế chứ là công dân. Một thằng công dân tồi, lấy đuổi một thằng công dân tồi. Và vỡ như thế nào trước cái chết của Minh Thiện. Bây giờ em hỏi chị này, bây giờ chị nhận tích. Đó, như tất cả mọi người vừa được nghe đó. Tách mắt quá vậy. À, lên mà nó thật sự nói mà như, giống như là mấy cái con người mà quên uống thuốc á. Dạ. Bây giờ em hỏi chị này, bây giờ chị. Rồi bắt đầu là người ta quật lại rồi cái là tách máy ngang. Cái thứ này xin thưa quý vị là tôi cũng đã từng gặp rồi chứ không phải là lần đầu tiên mà Hoàng Sáu gặp đâu. Mấy cái thứ này xin thưa quý vị nó tồn tại cũng nhiều lắm. À, những cái con người mà thật sự quý vị là cái như là giống như là sánh cái bộ não để cho vui đó. À, rồi chỉ biết là dùng cái mó để nói thôi. À, mà lúc người ta quẹt lại một câu là xem như là không còn đường nào mà trả lời trả vốn hết trơn.